đây. Mẹ cay rồi con. Cả nhà em đang đi chơi nha. Dạ. Bin. Đây. Ơ thằng này giỏi nhỉ. Nhà quê lên thành phố. Này. Ở chủ hộ nhà hai vợ chồng. Mẹ quay đường ấy. Quay đi đã. Cái gì? Đêm. 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 Rất đông. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Ừ. Đi xem hát nhá. Không tìm chỗ sân khấu nó ở đâu ấy? Đấy, bên kia. Bin đẹp trai, Bin quay ra đây. Xấu mù. Bin. Thế bố ra tay nha. Mẹ ai xem vậy? Chẳng biết. Mẹ bấm đi. Bấm vào đâu? Nó có hiện đâu? Nó chỗ này tối nhỉ? Bên này đèn này. Áp mã nhưng mà vẫn đắt. Hôm nay từ đây về tí nữa là từ đây về cũng phải gần trăm. Hơn chục cây, 200, còn gần trăm thôi. Gì vậy? Trò chơi. Phim biết chơi không? Con chơi được mấy cái rồi đổ. Ơi. Ừ. Làm gì còn chỗ mà chơi. Thôi. Cho chơi. À, túi đâu? Con vịt nhà xách túi nha. Chìa khóa ở đây trong đấy đấy. Đầy pin. Rồi.